Hong Sui, tế bài tư khẳng lệch project ai mẹn tên nâng khăn khai tổ là nì. Chỉ bị xế, tế đại miền nẹ cá chóm chân nằm ruộng. Xôm sạch đạp, ca lùm ớt đổi kháng cổ rộng nì. Khai tổ là chân nằm bì bòn mà phẩy bì nì. Cứ chìa khai chó, đại chìa tù tử, chó, cứ chông chìa mùi chân nằm ruộng. Hỏi chông khăn tiệt phóng, cứ chông khăn bạc khăn. Cổng lăng khai chó của khăn thiết này chân nằm rung cổ khăn, bởi sân bảo bóng bảo ồn, mình ban prong bảo giả tế, ai chụp rương hẹt đôi khẳng khảo này. Xâm rắp bảo tè, đại miên xâm mạch chích, cả trong chân nằm rung, rư trong tùa thường ngày rung, xâm oi miên cả prong bảo giả đôi khẳng khảo. Nẹ cả chân nằm rung, cả chân nằm mùi bọn bảo bồn rồi xài sấp, rư ai chụp bài xa bì chân nằm. Xâm prong bảo giả, vẹ bọn bánh hà sọc phiếp, rư làng phìm phìm, rư nẹ, đại công bông tài miền chùm ngư thương thương ngờ. Ái chạ phót nơi khăn ông khai ní, bà sân chìa cổ xo phòl bòn bụ quát, mình cổ rụp cổ án lược tực chất, ai thơ kịch tạm bạp khả mẹ, đòi nị môn bệ sọng, thơ bón, xong cả tiền, rư thơ tạm bạp chân, cứ sáng đò tê vật đá ai dụ về. Xâm rắp mô nụ chè, đại miền xo cập hiệp lọ vĩnh, xôm prong bảo giác, bê chanh kào. Ai chụp cổ thân á, đòi chào chót, cổ vấn, chọc sẽ có chế đàm, nôm ai cửa thân á, đò riêng cái, nâng chi vật. Đông nó xa rai, prong bảo giật khu lùn anh, con chào, trâu dọc chất tục đá, nơi các bài cho bộ quát chi bà chạm. Chi bì xe mà nụ chá, đại trừ, miên trùm ngữ bà chạm cài. Dốc, sắc rầy, đọc đám, chong chô khả nìa, rồi chong nơi mọt việp tè. Đôi khăn ông rụm, đã đòn thang ngày tì bà rằm bí, khai vị chá, chân nằm bì bòn mà phẩy bí, xôm đò chảnh. Nẹ cá chân nằm rồn, cá chân nằm mùi bòn bàm bò rời 20 bì, rư, ai dụ chất sập chân nằm, xôm prong bà chết ở bàn cấp bùa, lưu bánh hà rồi ở đùl, nơi khăn ông tệ bài, bần tục tức, rư, phía rời cấp bùa, đại ách đùl, cứ, nơi tì thị liên mục tế tài mặt đòn, ai đùl chỉ mùi tức, rư tệ trường khuôn anh, bà nẹ đè miền bòn cổ xò tớ. Anh vươn một đùa tại mặt đón, hỏi lát tập hòl, bị bạ tàu tùa dốc bằng tịch. Đồng nọ xài, prong bà giặt khu lùn án, xông từ bà lệnh trầy tật sáp chùm nuôn bàm bầy cơ bàl. Nực nông thường ngày tì bí khai tổ lá, chân năm bì bòn mà phầy bì, chân lọ mong buồn là nghiết, đòl mong bàm là nghiết, tại mùi mong tì. Dốc xa lạc gầy bàm bầy đám, chôn chô khả nìa, rồi chôn nơi mọt thuyệp tè, đôi khu nông rụp. Trong rồi hốt đọt ngày tì bàm bí, khai vị trí cá chân nằm bì bồn mà phải bí, tớp đọt chảnh. Bà múc tế nè, đại chỉ tư khang lệnh ní, miền cà rà thán, rư miền cà đom rộng cớ, xông dốc ẩm bẩl, liê chì mùi tực, đã khăn ông đọp ạc cầu, bẹ sòng đầy ở chất, công ỏi tức ẩm bẩl núp bà đầy, dốc một bành lửa đấy, rư ẩn múc tế, nơi thường ngày tì bàm bì, khai tục lá chân nằm bì bồn mà phải bí. Nẹ cá chân nằm rồn, cá chân nằm mùi bòn bàm bù rời hóc sập buồn, rứ ai chú ha sắp bàm bầy chân nằm. Xâm rắp nẹ đè cá chom chân nằm đi, rứ ai chú ha sắp bàm bầy chân nằm, xông prong bà chạt ở khlang bòm phọt. Cả rần này, trở bàn kê cho bào lùi cá, bà lùi khlang khlái, rứ bà chom kê bần lòm phânêch, dọc lùi tờ bạch, hàm bành lùi ai kê môn, bê tùm nến mần toan bọc đỏ, xâm rắp nẹ mần tục chạt. Bà rìa xây cầm lặng bọn mình sợ khắng, ai bác bỏ, đọc ca rô liệt trọp, khát bóng thường thường ngờ. Đông nọ xa rài, prong bà giặt khu lùn anh, xông tơ bà lên trầy tật sáp chùm nuôn bàm bầy cơ báo, nơi tháng ngày tì bì. Khai tổ lá, chân năm bì bọn mà phầy bì, chân lọ mòn bún, đòl mòn bàm là nghếch tay mùi màu tì. Dốc xa lạc rây bì đàm, chôn chô khả nìa, rồi chôn nơi mọt thuyệt bà tế, đôi khu nồng rụp. Chong ra hốt đòi thằng ngày tì bàm bí khai vị trí cá, chân nằm bì bòn mà phầy bí tớp đòi chết một vịnh. Ba mục bà tế nẹ, đáy chỉ tư khẳng lệch ni, miên cà rà thàn, rư cà đom rộng cờ, xông dọc ẩm bớt liê chì mùi tức, đã khăn nông đọp ạc gấl, bẹ sàm đáy ở chịch. Công ỏi tức ẩm bớt núp bạc đầy, dọc một bành lửa đấy, rư ất mục bà tế, nơi thằng ngày tì bàm bí khai tục lá chân nằm bì bòn mà phầy bí. Nẹ cá chân nằm rồn, chân nằm mùi bòn bàm bù rời chất sấp bàm mùi, rứ ai dụ sai sấp bàm mùi chân nằm. Xông prong bà chạch bành hà cổ thân nạ,
tam đòn phơi chia chầm bòn hàm đạch trơ prong bạch chạch bể bạc bó nơi bể chụp chắp bì mong bạch bạch chụp đòi mọc đọc chụp rứ nơi bê mịch phliền prl cư trơ prong bạch chạch khlang tay mặt đòn rứ mùi tiệt xong prong bạch chạch ở bàn khắp búa lơ bành hà phương chẳng ràn bài bạch chạch bóng co chi hà nị phay chạch tế khát bóng trọp tiệt phong đâm nọ sài prong bạch chạch khuôn anh xong chạch à hà à phliền đòi nẹ gầy cỏ dạng tích bóng phót bàm nẹ rư chán chừng ní cắt tay bà xa nơi thường ngay tì bí khai tổ lá chân nằm bí bốt mà phầy bí chân lọc mong bí đòi mong bàm lợi nghiệt dốc sạc gầy bàm bầy đám chôn chô khỉ nìa rư chôn nơi mọt thịp tế đôi khăn nông rụp chôn rồi hốt đòi thường ngay tì bàm bí khai vệ chá chân nằm bí bốt mà phầy bí tớp đòi chanh mộng bình ba mộc tế nẹ đai chỉ từ khẳng lệch ní miền kết rạch thàn rư miền cả đom rụng cớ xong dốc ẩm bẩn lia chỉ mùi tức đã khăn nông đốp ạc cầu vẽ xong đầy ở chết cầm mọi tức ẩm bẩn núp bạc đầy một bánh lửa đấy rư ất mục tè nơi thức ngay tì bẩm bấy khai tổ lá chân nằm bì bốt mà phầy bì nẹ cá chân nằm rồn chân nằm bùi bốn bẩm bù rời bát sức bẩm bầy rư ai chú xám sức bồn chân nằm xong prong bò giặt cả rần ấy chào chó chào gọp tè bà nẹ mần bàn prong bà chạch rư bò hè bộ ruông cầm lặng bọn cổ xoal mần khăn tiện nấu ai có cát chia cả đàn này chào plón xâm lắp dốc chỉ vứt tay mà đòn chú lò cầm bẹ cái rương à làng cà chẳng bê bê chanh cà rớ hỏi bê chanh chô bà tè mơ camera sâu vào đập hiếp ai bán chia bà chạm phòng đồng nó xài prong bà chạch khuôn anh xông chạy lôi đò khmênh xâm tiến chùm nuôn bàm bầy nẹ dạng tịch xong mình chạy cháy chìa lùi mình mến cháy chìa xăm phê rẻ nụ tì nơi thường ngay tì bí khai tụ lá chân nằm bì bốn mà phầy bì chân lót mòn buồn là nghiệt rồi hốt đòi mòn bàm là nghiệt tay mùi mòn tì dốc sạc cây bàm bầy đám chôn chô khỉ nìa rồi chôn nơi mọt việc bà tết đôi khăn nông rụp chôn rồi hốt đòi thường ngay tì bàm bì khai vừa chì ca chân nằm bì bốn mà phầy bì tớp đò chánh mộc bình bà mốc bà tè nè đại chỉ từ khẳng lệnh ni miên cà rạch thàn rư miên cà đom rồng cơ xông dốc ẩm ban lia chùm mùi tức đã khăn ông đốp ạc cầu bẹ xám đầy ao chết cùng ao tức ẩm bà nụp bạc đáy dốc một bánh lửa đầy rư ất mốc bà tè nơi thường ngày tìm bạm bây khai tổ lá chân năm bì bôn mà phầy bì nẹ cá chân năm rồng chân năm bì bôn rư ai chịu mà phầy bì chân năm xông prong bà chạch miền kê cháu bọc cánh tùm lẹ cầm hồ ham tổ tù bằng nhà nề nề bọc chát tổ tù bàn cửa rừng khó chụp bắp hỏi chụp tốt nề nề hàm lùi tờ thừa ở vầy vấy chìa mùi chân tị bầy khua dự hỏi thà miền nây đôi mà đạch bảo pro ai chú lông mê rộng nề nề chụp luôn ở môi chì vật ba nề ri nề ri ai bằng co ở miền bành hà rộng sạch trầy nề nề rứ chú lô chú ai miền con tay mặt đòn hàm bảo bó đòi ca bảo mát bảo bón cổ sọc xoài cứ cửa thân á, bạc bó chỉ vật, khăn ông sập hiệp ạc có rạc mở nà. Mình tha tờ tì chất rư tì chất ngay nụ tệ. Đồng nọ xa rai, bóng bà giặt khu rụn ánh, xông tờ vọt xa rõi tực chánh, mùi vọt của bàn đá. Mốc đọc bà tè huỳnh, ách thụp tế vật đà bà phúm bà rạm buồn đàm. Ách bẹp nì, bày thang ngay chọp khả nìa. Môn bê bật thuyệt bà tè bê giúp, rốt chạp bì thang ngay tì bí khai tổ la chân nằm bì bồn chọn chỗ khỉ rồi chọn nơi mọt việc tè đôi khăn nông rụp chọn rồi hốt đọt ngay tì bàm bì khai vệ chí ca chân nằm bì bòn mà phầy bì tớp đọt chanh mộc bình bà mốc tè nẹ đại chỉ tư khăn lệnh ní miền cá rạch thàn miền cả đom rụng cớ xông dốc ẩm bẩn lia chỉ mùi tực đã khăn nông đốp ạc có bẹ xàm đáy ở chết cùng ói tức ẩm bẩn núp bạc đầy một bánh lửa đấy rư ất mục tè nơi thường ngay tì bạm bấy khai tụ lá chân nằm bì bốn mà phầy bì nẹ cá chân nằm rồn chân nằm bì bốn đọc bì rứ ai chú đọc chân nằm xông prong bò giặt chùm ngư cồn chìm chùm ngư cồn cất đáu chùm ngư rịa ru chùm ngư bầy nì ai chọt chì vật khmê tiền địa bàn mối tiết bò giặt bành hà lộn tức rứ chọt a kì xin nì đồng nó xài prong bò giặt khuôn anh xông gió khảo ao rồi bọc bụ cốt mùi rưu bì cầm phê à chẳng chiếng ní cổ bàn tờ chai áo nhạc lại khó nơi thường ngay tì bì khai tổ la chân nằm bì bốn mà phầy bì
chân lọc mong bay là nghiêch rồi hốt đòi mong pram là nghiêch dốc sẽ là cây pram đám chong cho khỉa rồi chong nơi mọt việc tế đôi khăn ông rụp chong rồi hốt đòi thằng ngày tì pram pi khai vị trí cá chân năm pi bồn mà phải pi tớp đọc chân bảo mốc tế nè đại chỉ tư khẳng lệnh ní miên ca đọc thàn rư miên ca đóm rộng cớ xong dốc ông bần lia chỉ mùi tức đã khăn ông đọc ạc có bẹ xa rộng đầy ở chết cùng ai tức ông bờ núp bạc đầy dốc một bánh lửa đầy rư ẩn một bà tè nơi thang ngay tì bạm bấy khai tụ lá chân nam bì bôn mà phải bì xong bằng chìa rương khăn lửa ní cả láng xâm rạp tài nẹ cá chân nam rốn hỏi miên bà tè bài tờ tư khăn lệnh rư chân lọ ông xa tứ mù rời hà sắp bạm bí kịp bì bạm mùi đòl bì rời bí kịp bì bạm tay bạm đồ.